Quay trở lại với những nội dung chính của chương trình, như quý vị và các bạn đã biết, nghệ thuật cắt giấy kirigami được biết đến là một trong những nghệ thuật truyền thống của Nhật Bản và là một biến thể của nghệ thuật gấp giấy origami. Dù còn khá mới mẻ ở Việt Nam, nhưng kirigami đã tạo ra sức hút đặc biệt với nhiều người, nhất là các bạn trẻ. Trong đó có cả Thu Thảo nơi đấy anh Thành ạ. Và Thu Thảo tin rằng quý vị khán giả cũng sẽ cảm nhận được sức hút của nghệ thuật kirigami khi tận mắt nhìn thấy những sản phẩm 3D sinh động. Sức hút mà Thu Thảo vừa nhắc đến có lẽ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nếu như được chứng kiến một quá trình tạo nên một sản phẩm kirigami, và điều đó sẽ có trong phóng sự ngay sau đây. Những sản phẩm giấy 3D vô cùng đẹp mắt này chắc chắn sẽ thu hút mọi ánh nhìn mỗi khi nó xuất hiện ở bất kỳ đâu bởi vẻ đẹp đơn giản nhưng vô cùng tinh tế. Chỉ một lần vô tình kích chuột vào trang Việt Nam Kirigami, Huyền Phương đã ngay lập tức bị cuốn hút bởi những sản phẩm giấy cắt thủ công rất bắt mắt này. Thì đây là một môn nghệ thuật khá là hay và em cũng tham gia môn này được tính đây được 1 năm rồi. Và em thật sự em rất gắn bó với môn này. Nó khá hợp với cái sở thích của em cũng như sở trường của em. Và không chỉ Huyền Phương mà còn nhiều bạn trẻ khác cũng đang bị những hình ảnh này cuốn hút. Hầu hết các bạn tham gia đều cắt theo mẫu thiết kế có sẵn, được sưu tầm từ nhiều nguồn. Bởi hiện nay, số người thiết kế các mẫu cắt giấy kirigami ở Việt Nam chưa nhiều. Sau khi in mẫu lên giấy, kê lên một tấm bìa hoặc kính và dùng dao dọc giấy khéo léo cắt theo các chi tiết nhỏ trên bản mẫu. Nhìn những sản phẩm giấy kirigami này, hẳn nhiều người nghĩ chắc cần phải có sự khéo tay vô cùng mới có thể làm được. Thế nhưng trong môn nghệ thuật này, sự kiên trì mới là điều quan trọng nhất. Ví dụ như mọi người cắt một đường thẳng thì nó là dễ, nhưng mà để cắt vào những đường cong, những đường để nó tỉ mỉ, nó vừa nhỏ vừa tỉ mỉ và vừa khéo léo thì thực sự là phải cần một sự nỗ lực và kiên trì rất lớn để có thể cắt được những cái sản phẩm như thế này. Thì thực sự thì em không cần phải khéo léo và có tài năng như em vẫn có thể làm được một sản phẩm mà em yêu thích. Chỉ là em chỉ cần em chỉ cần cắt thật nhiều và khi nào mà cắt quen tay thành thạo rồi thì em có thể tự tạo tác phẩm cho riêng mình. Vì thế, để có thể thành thạo và cắt những mẫu hình phức tạp, người cắt sẽ cần kiên trì học từng bước. Ban đầu sẽ là những bước cắt đường thẳng và đường cong đơn giản, rồi dần dần cắt các chi tiết nhỏ và phức tạp hơn. Và thành quả của sự cần mẫn và kiên trì chính là những sản phẩm giấy 3D tuyệt đẹp này. Khi em tặng người bạn thân nhất của em, mọi người anh trai rất là yêu quý, thì anh ấy cũng cảm ơn em và anh bảo thực sự thì cái câu ấy rất là đẹp. Em thực sự rất yêu môn này. Dù là một môn nghệ thuật có nguồn gốc từ Nhật Bản, nhưng các bạn trẻ đã biết sáng tạo và thiết kế ra những mẫu hình mang đậm bản sắc dân tộc. Đó sẽ là những món quà handmade tuyệt vời và rất có ý nghĩa mà bạn có thể dành tặng người thân.